trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng ngày 19 tháng 11, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ cho biết lực lượng cứu hộ, cứu nạn đang khẩn trương tổ chức tìm kiếm 4 học sinh còn mất tích ở bãi sông Hồng đoạn qua xã Hiền Quan. Theo vị này, từ đêm qua đến sáng nay, gần 100 cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội và lực lượng địa phương cùng 20 phương tiện được huy động tổ chức tìm kiếm 4 học sinh này. Đến 9 giờ sáng nay, việc tìm kiếm chưa có thêm kết quả. Cùng với việc tìm kiếm xung quanh khu vực 4 học sinh mất tích thì lực lượng cứu hộ, cứu nạn mở rộng tìm kiếm về phía hạ lưu sông Hồng khoảng 8 đến 10 km. Theo Công an tỉnh Phú Thọ, bước đầu xác định do được nghỉ học nên khoảng 15 giờ chiều ngày 18 tháng 11, 10 em học sinh ở xã Hiền Quan rủ nhau đến khu vực bãi bồi sông Hồng, đoạn qua xã Hiền Quan, để chơi. Sau đó có 6 học sinh xuống tắm sông, một em bơi được vào bờ còn 5 học sinh lớp 8 mất tích, nghi bị đuối nước. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương chỉ đạo triển khai lực lượng và phương tiện đến ngay hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng sở tại triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân. Đến 19 giờ tối ngày 18 tháng 11, lực lượng chức năng đã tìm được một thi thể nữ sinh trong số 5 học sinh lớp 8 bị mất tích.